Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng trong phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày cuối cùng của tháng 9, giới chuyên gia khuyên không nên bán vàng và hay giữ lại tiền mặt. Cụ thể, giá vàng trong phiên giao dịch ngày 30 tháng 9 chịu áp lực liên tiếp khi mà đồng đô la Mỹ tăng giá trên diện rộng và lãi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đi lên. Giới chuyên gia dự đoán thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ vào tháng 10 năm 2021. Vì vậy, hãy giữ vàng, bạc và Bitcoin và sử dụng tiền mặt để săn giá hời. Tuy nhiên thì đến rạng sáng ngày hôm nay ngày 1 tháng 10, ngày khởi đầu của tháng mới, giá vàng thế giới bật tăng mạnh và vượt qua ngưỡng 1.750 đô la Mỹ trên một ao. Hiện tại giá vàng thế giới tăng tới 31 đô la Mỹ trên ao. Xin được mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2021, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Với thị trường vàng thế giới, giá vàng ngày hôm qua tiếp đà giảm khi mà kim loại quý này đang bị hạn chế vì thị trường đã bình tĩnh hơn sau đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29 tháng 9. Trong phiên giao dịch đêm ngày 29 và rạng sáng ngày 30 tháng 9 năm 2021, giá vàng thế giới trên sàn giao dịch điện tử Kitco giao dịch ở mức 1.726,5 đô la Mỹ trên một ao, giảm 5 USD so với phiên liền trước. Nhưng tới thời điểm hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới bất tăng mạnh, tăng tới hơn 30 đô la Mỹ trên một ao và hiện tại đã giao dịch bên trên ngưỡng kháng cự là 1.750 USD trên ao. Vậy thì tại sao thời điểm này giới chuyên gia cho rằng vàng, bạc, Bitcoin là những tài sản tốt nhất? Theo chuyên gia kinh tế của ngân hàng OCBC, Holly cho rằng hiện tại có rất ít khả năng để vàng tăng giá. Theo chuyên gia này, giá kim loại quý dự báo sẽ ở quanh mức 1.500 đô la Mỹ trên một ao ở cuối năm 2022, đặc biệt là khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tính tới việc bắt đầu tăng lãi suất. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2020, giá vàng luôn nhạy cảm với các biến động của lợi suất trái phiếu. Vì lợi suất cao hơn giúp cho đồng đô la Mỹ đi lên và làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh nền kinh tế Mỹ vẫn còn lâu mới đạt được toàn dụng lao động, một yếu tố quan trọng trong các yêu cầu của Fed về việc tăng lãi suất. Cùng ngày, thì Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen lần thứ 3 trong tháng 9 năm 2021 đã thúc giục Quốc hội Mỹ sớm nâng trần nợ công. Bà Yellen nói rằng, điều bắt buộc là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng nâng giới hạn trần nợ công, nếu không quốc gia này sẽ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử và có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính. Trong một bức thư riêng gửi Quốc hội Mỹ, bà Janet Yellen cũng nói rõ trần nợ cần phải được nâng lên vào ngày 18 tháng 10 để nước Mỹ tránh một thảm họa kinh tế. Lập tức, thị trường chứng khoán tiền tệ có phản ứng, tác động mạnh mẽ đến giá vàng ngày hôm qua ngày 30 tháng 9. Giới đầu tư tài chính đã mạnh tay bán cổ phiếu, khiến cho thị trường chứng khoán châu Âu Mỹ chìm trong sắc đỏ. Bên cạnh đó, giới đầu tư đã dồn vốn vào đồng bạc xanh, giúp USD tăng giá trên diện rộng và khiến cho giá vàng phải đối mặt với áp lực suy yếu. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng lên, chạm ngưỡng 1,53% trên một năm. Đây cũng là lý do khiến cho kim loại quý này gia tăng áp lực. Trước diễn biến của thị trường như hiện tại, giới đầu tư nhận thấy việc nắm giữ vàng là vô cùng rủi ro, khiến các nhà đầu tư bán vàng thu hồi vốn. Vì vậy mà kim loại quý giao dịch giằng co dưới mức 1.750 đô la Mỹ trên một ao. Tuy nhiên thì theo tác giả cuốn sách nổi tiếng Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki nhận định, một sự sụp đổ lớn của thị trường chứng khoán sắp xảy ra vào tháng 10 năm 2021, vì vậy hãy giữ vàng, bạc, Bitcoin và sử dụng tiền mặt để săn giá hời. Ông nói, thị trường chứng khoán khổng lồ sẽ sụp đổ vào tháng 10. Kho bạc và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thiếu tín phiếu và hãy giữ tiền mặt để kiếm món hời sau khi thị trường sụp đổ. Cuộc khủng hoảng nợ đang rình rập nước Mỹ và nguy cơ chính phủ đóng cửa nếu trần nợ không được nâng lên trong tuần này. Theo ông Kiyosaki nhấn mạnh, chính phủ Mỹ sắp hết tiền và có thể phải ngừng hoạt động. Nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc Evergrande với 800 dự án ở 200 thành phố cũng đang phải đối mặt với món nợ khổng lồ, hay giữ vàng, bạc, Bitcoin và Ethereum trước khi vụ tai nạn lớn nhất trong lịch sử xảy ra. Thị trường bất động sản cũng sẽ sụp đổ cùng với thị trường chứng khoán. Thảm họa của gã khổng lồ bất động sản Evergrande của Trung Quốc tràn sang Mỹ. Và đây là cơ hội lớn về chứng khoán và bất động sản đang đến cho các nhà đầu tư thông minh. Hãy lưu ý rằng vàng, bạc, Bitcoin là những tài sản tốt nhất ở thời điểm này.
Và theo nhà phân tích thị trường cấp cao của UNDA, Edward Moya nhận định, trọng tâm thị trường sẽ chuyển sang cuộc tranh luận về trần nợ, nhà đầu tư cũng sẽ theo sát tiến độ xung quanh gói cơ sở hạ tầng của ông Biden. Bất kỳ trở ngại nào xung quanh hai sự kiện này đều có thể giúp vàng tăng giá trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin của thị trường vàng thế giới. Những thông tin tiếp theo của thị trường vàng thế giới được diễn ra ra sao, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Phần cuối cùng của bản tin là một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Với thị trường vàng trong nước và thế giới hiện tại đang chênh lệch rất lớn. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày hôm qua ngày 30 tháng 9, giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 56,25 cho đến 56,85 triệu đồng trên lượng, cùng giảm 100.000 đồng trên lượng so với mức giá cuối ngày 29 tháng 9. Hiện tại chênh lệch giữa giá bán và giá mua đang ở mức 600.000 đồng trên lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 56,65 cho đến 57,55 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán đang ở mức 900.000 đồng trên lượng. Với thời điểm giá vàng thế giới ở mức 1.729 đô la Mỹ trên một ounce, quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ở thời điểm tham chiếu, 1 USD tương đương 22.850 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương 47,59 triệu đồng trên lượng. Như vậy, thấp hơn giá vàng SJC trong nước 9,26 triệu đồng trên lượng. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, mua vào 5.625.000, bán ra 5.685.000. SJC Hà Nội, mua vào 5.625.000, bán ra 5.687.000. Doji Hồ Chí Minh, mua vào 5.670.000, bán ra 5.758.000. Doji Hà Nội, mua vào 5.655.000, bán ra 5.750.000. Pinji Hồ Chí Minh, mua vào 5.640.000, bán ra 5.720.000. Pinji Hà Nội, mua vào 5.660.000, bán ra 5.750.000. Phú Quý SJC, mua vào 5.700.000, bán ra 5.750.000. Bảo Tín Minh Châu, mua vào 5.703.000, bán ra 5.748.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng, mua vào 5.625.000, bán ra 5.687.000. SJC Nha Trang, mua vào 5.625.000, bán ra 5.687.000. SJC Cà Mau, mua vào 5.625.000, bán ra 5.687.000. SJC Bình Phước, mua vào 5.623.000, bán ra 5.687.000. SJC Huế, mua vào 5.622.000, bán ra 5.688.000. SJC Biên Hòa, mua vào 5.625.000, bán ra 5.685.000. SJC tại miền Tây, mua vào 5.625.000, bán ra 5.685.000. SJC Quảng Ngãi, mua vào 5.625.000, bán ra 5.685.000. SJC Long Xuyên, mua vào 5.627.000, bán ra 5.690.000. Tiếp theo là vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhận bộ số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, mua vào 4.990.000, bán ra 5.080.000. Vàng bộ số 9, mua vào 4.950.000, bán ra 5.050.000. Vàng 24K, mua vào 4.870.000, bán ra là 5 triệu. Vàng 18K, mua vào 3.602.9 nghìn, bán ra 3.802.9 nghìn. Vàng 14K, mua vào 2.759.4 nghìn, bán ra 2.959.4 nghìn. Vàng 10K, mua vào 1.921.1 nghìn, bán ra 2.121.1 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.